bắt đầu. Nó kêu gì? Tính khoảng các từ Y đến S, A, C. Thấy nó chưa? Muốn tính khoảng cách thì phải kiếm một cái đoạn vuông, vuông góc. Giả sử giống như hồi nãy bạn không có biết, không có biết cái đoạn nào vuông góc với S, từ Y không có biết cái đoạn nào vuông góc với S, A, C hết. Bắt đầu bạn kẻ đại nè, thấy không? Kẻ đại đường này vuông với đoạn này đúng không? Đó, xong một ý nè. Bắt đầu lại nhìn, nhìn lại chứng minh nè. Hồi nãy mình có chứng minh được AI có vuông với S, B, C chưa? Rồi, câu A đầu tiên á, thấy chưa? Tiếp, thằng này có vuông với thằng này không? Có, bởi vì thằng này chứa trong mặt gì? S, B, B, C. Thằng này có vuông này không? Có, bởi thằng này chứa trong mặt S, B, C. Thằng này có vuông với thằng này không? Có, hai này cắt nhau tại đâu? Tại Y, hai này chứa trong mặt nào? Đáp ba chữ. Vậy suy ra đường này vuông với đâu? Hiểu kịp chưa? Rồi tiếp tục kẻ một cái đường nghiêng qua đây đi. NQ, NQ, NB, NNX gì á. Muốn viết Y mà. Vậy Y gì đó. Nghiêng nghiêng qua để. Đó đúng rồi, kẻ. Ký hiệu vuông vô. Cho chữ vô. Cái nào kẻ thì tự nói nha. Chữ M có. Rồi tiếp tục nè. Hồi nãy mình chứng minh S, C vuông với A, I, N đúng không? Tiếp tục nè. Vậy S, C có vuông với lại NM không? Có, bởi vì nó chứa trong mặt này. Tiếp tục, NI có vuông với đường này không? Có, do mình. Kẻ. Tiếp tục, đường này vuông với đường này đúng không? Đường này vuông với đường này đúng không? Hai đường này cắt nhau tại đâu? Tại N. Tại N, hai đường này chứa trong đâu? Ráp ba chữ lại. Cái gì vậy? S, S, A, S, A, A, C. Vậy suy ra khoảng cách từ Y đến S, A, C chính là đoạn N, N, M. Được chưa? Đoạn này tính được không? Rồi, đoạn này tính được không? Hơi khó. Cái này chung điểm hả? À, chung điểm. Chung điểm. Thôi, cái này tính được không? Chút lại tính. Cái này tính được không? Được. Đây vuông à? Thấy không? Đây có nè, đây có nè. Cạnh này chưa có, dùng bi Pythagore xong rồi lấy dùng hệ rất lượng trong tam giác vuông, đây là vuông gì cao nhân huyền bằng vuông nhân vuông. Đoạn này tính được, đoạn này tính được, tính được đoạn này luôn. Si ra mình tính được đoạn này cũng dùng hệ rất lượng trong tam giác vuông. Khó không?